Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 26 tháng 9, một tuần trầm lắng giữa nhiều biến động. Cụ thể, thị trường vàng thế giới kết thúc tuần đã phục hồi trở lại sau khi Fed đánh tín hiệu sẽ tăng lãi suất sớm hơn so với dự kiến và nới lỏng chương trình mua trái phiếu vào giữa năm 2022. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021. Được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch cuối tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết. Với thị trường vàng thế giới, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,4 đô la Mỹ trên một ounce lên mức 1.750,2 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York tăng 1 USD lên 1.748,7 USD trên ounce. Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng đã tính thuế và phí gia công thấp hơn với vàng SJC trong nước khoảng 8,2 triệu đồng trên lượng. Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ 0 đến 0,25%. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Fed không điều chỉnh lãi suất. Chính sách mới đưa ra sau kỳ họp với 9 trên 18 quan chức của Fed sẵn sàng ủng hộ việc nâng lãi suất vào năm tới để đối phó với lạm phát. Ngân hàng Trung ương Mỹ hiện dự kiến lạm phát sẽ ở mức 4,2% trên một năm, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% được đề ra ở trước đó. Sự kiện gã khổng lồ bất động sản Evergrande của Trung Quốc đứng trên bờ vực phá sản vẫn còn trong tâm trí của các nhà đầu tư, nhưng nhiều người tin rằng nếu Evergrande sẽ không trở thành một sự lây lan trên toàn thế giới. Hơn thế, nhiều người tin rằng chính phủ Trung Quốc cuối cùng sẽ không để Evergrande sụp đổ, không kiểm soát. Evergrande cũng vừa đưa ra thông tin cho biết họ sẽ thực hiện các khoản thanh toán nợ mới nhất của mình. Giá vàng kỳ hạn giảm dưới sức ép từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ và nhu cầu đối với các tài sản rủi ro tăng cao, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Vàng vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ lạm phát cao. Song việc Fed tăng lãi suất sẽ làm giảm đi sức hấp dẫn của vàng, do điều này làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 trong phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường các kim loại khác, giá bạc tăng 0,9% lên 22,68 đô la Mỹ trên một ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,7% xuống 982,50 USD trên một ounce. Về mặt nhận định giá vàng cho thời gian tiếp theo, giá vàng đang được hưởng lợi từ sự suy giảm của cổ phiếu trên toàn cầu. Tuy nhiên, một khi đồng đô la Mỹ mạnh lên đang cản trở đà hồi phục của giá vàng. Bên cạnh đó, vàng hiện không còn được coi là một kênh trú ẩn an toàn bởi tính thanh khoản khá thấp nếu so với trái phiếu kho bạc Mỹ, tiền mặt nhất là đồng USD và Yên Nhật. Theo ông Gary Warner, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco cho hay, vàng sẽ là kênh trú ẩn an toàn trong thời gian sắp tới. Khi mà thị trường chứng khoán bị tác động trước thông tin tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande của Trung Quốc sắp phá sản. Còn theo ông Jeff Lee Haley, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty môi giới chứng khoán ONDA, nhận định giới đầu tư châu Á có thể đang tìm đến vàng để phòng ngừa những diễn biến không mong muốn có thể xảy ra với Evergrande vào cuối tuần. Ông Haley dự đoán giá vàng có thể dao động trong khoảng 1.740 cho đến 1.780 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là phân tích nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước trong tuần vừa qua, giá vàng cũng đã phục hồi trở lại nhờ sự đi lên của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, trong những phiên đầu tuần, giá vàng SJC tăng trong khoảng 100.000 cho đến 150.000 đồng trên lượng tại hầu hết các cửa hàng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng tăng nhiều nhất tới 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Tập đoàn Doji và PNG báo giá tăng 100.000 đồng trên lượng. Giá tiếp tục tăng mạnh tới 300.000 đồng trên lượng trong ngày hôm sau được ghi nhận tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, trong khi tập đoàn Phú Quý điều chỉnh tăng 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. PNG tăng giá thêm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào.
Thị trường biến động trái chiều trong phiên giao dịch thứ tư ngày 22 tháng 9 với giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng nhẹ thêm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ngược lại, PNG điều chỉnh giá tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào nhưng giảm tới 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Xu hướng này duy trì trong phiên giao dịch ngày hôm sau với giá tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng, trong khi giảm 150.000 đồng trên lượng đến 200.000 đồng trên lượng tại hệ thống PNG. Giá vàng quay đầu giảm 50.000 đến 300.000 đồng trên lượng vào thứ Sáu ngày 24 tháng 9 và tương đối ổn định vào cuối tuần. Tính chung cho cả tuần, giá vàng trong nước đã phục hồi trong khoảng từ 100.000 cho đến 350.000 đồng trên lượng so với cuối tuần trước. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch cuối tuần. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.635.000, bán ra 5.700.000. SJC Hà Nội mua vào 5.635.000, bán ra 5.702.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.670.000, bán ra 5.745.000. Doji Hà Nội mua vào 5.670.000, bán ra 5.745.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.650.000, bán ra 5.730.000. PNG Hà Nội mua vào 5.670.000, bán ra 5.750.000. Phú Quý SJC mua vào 5.685.000, bán ra 5.750.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.685.000, bán ra 5.750.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.655.000, bán ra 5.705.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.645.000, bán ra 5.705.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.635.000, bán ra 5.702.000. SJC Nha Trang mua vào 5.635.000, bán ra 5.702.000. SJC Cà Mau mua vào 5.635.000, bán ra 5.702.000. SJC Bình Phước mua vào 5.633.000, bán ra 5.702.000. SJC Huế mua vào 5.632.000, bán ra 5.703.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.635.000, bán ra 5.700.000. SJC Miền Tây mua vào 5.635.000, bán ra 5.700.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.635.000, bán ra 5.700.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.637.000, bán ra 5.705.000. Tiếp theo là vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.030.000, bán ra 5.120.000. Vàng bộ số 9 mua vào 4.990.000, bán ra 5.090.000. Vàng 24K mua vào 4.909.6 nghìn, bán ra 5.039.6 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.632.9 nghìn, bán ra 3.832.9 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.782.8 nghìn, bán ra 2.982.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.937.7 nghìn, bán ra 2.137.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.